Hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhẫn chuyển động trên dây chun. Thì ở đây mình sẽ cầm một phần ngắn của dây chun ở đây. Sau đó chúng ta kéo căng lên. Và ở đây mình để một cái đoạn dài, thật là dài ở đây như thế này. Đó. Thì trước mặt khán giả mình thấy mình sẽ cần thả móng trội ngón cái qua dây chun thì nó sẽ chạy như thế này, nó tự chạy lên. Qua cái thả lỏng mà chúng ta để nhẫn thì tự chạy lên các bạn thấy như vậy. Đó. Rồi. Thả lên. Nếu mà chạy hướng của camera, thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ cần để một khoảng dài ở đây. Và sau đó khoảng này chúng ta chỉ cần kéo lên. Kéo lên thì cái nhẫn nó sẽ chạy lên. Đó, các bạn xem. Và chúng ta cần thả lỏng bên ngón bên tay phải chúng ta, bên tay trái chúng ta, ngón trỏ với ngón giữa, ngón trỏ với ngón cái này. Hai ngón này chúng ta thả lỏng để dây chun chạy ra thì cái nhẫn nó chạy lên. Cứ liên tục như vậy là ok. Đó. Rồi. Chúc các bạn thành công với trò này.